chúng ta thấy câu chuyện thú vị mà. Ba lần nó mới chịu tin, nhãn thì nó mới chịu tin. Chúa là đấng nhiều lòng thương xót là sự nhẫn nại nhớ chiều đến người ta đưa bao nhiêu người bệnh đến, Chúa vẫn nhẫn nại mà chữa cho từng người, xua trừ ma quỷ. Chúa vẫn cứ nhẫn nại mà chữa cho từng người và xua trừ ma quỷ. Mặc dù có những người họ không tin, Chúa vẫn kiên nhẫn thực hiện cho những người chưa tin, họ sáng mắt ra để họ tin. Còn anh ấy được ơn gì của Chúa? Dạ thưa cha, con là Giuse Nguyễn Thành Thành, 46 tuổi. Trong đó khoảng một tháng nay con bị đau đầu, con đi bệnh viện là nó bị chảy máu não, là bác sĩ nói vậy. Thì con mới lấy số con nhắn tin cho cha, xin chào con và cầu nguyện cho con. Thì ngay hôm đấy là con lên bàn mổ, con cũng kêu xin lạy mẹ Maria Chúa Giêsu, xin thương xót con, đừng cho con chết, con sợ chết lắm. Thế bao nhiêu tuổi rồi? Con 46 ạ. Rồi vợ mấy con? Dạ ba con ạ. Dạ thế là con lên bàn mổ, con cũng cầu xin vậy. Thì qua ngày hôm sau là bác sĩ mổ xong rồi cho giao cho người nhà là bảo con hai ngày nữa là xuất viện. Thì con cũng bảo thôi cho con để ngày hai ngày nữa khỏe hẳn con về. Thì bắt đầu là bác sĩ mới bảo chứ là cho thuốc con về uống là khoảng một tháng thì quay lại khám. Thì con về con uống thuốc thì nó cũng đỡ đau, nhưng mà nó cứ có một cái dây gì nó đau đây này. Thì tuần trước là con tính đến cha rồi, chị con bảo cứ để cho nó khỏe hẳn ở đây, mà con thấy khỏe rồi. Nhưng mà mỗi cái nó cứ đau cái đấy xuống đây. Thế là hôm thứ hai con bảo vậy thì chủ nhật này con đến chỗ cha thì con cứ đến bàn thờ con bảo này Chúa mẹ Maria cho con hết đau để con đi. Thế là từ hôm thứ bảy tới giờ là con hết đau. Alleluia. Rồi tôi để tặng cho anh, lúc anh đang thiếu gì, không có máy phải không? Đây tôi để tặng cho anh cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây là cuốn sách Con đường tín thác với CD kèm theo. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho anh. Rồi, con này, rồi, mời chào.